John Edgar Hoover, từ cậu bé nói lắp đến ông trùm FBI quyền lực. John Edgar Hoover là giám đốc đầu tiên của Cục Điều tra Liên bang FBI Hoa Kỳ. Ông là người xây dựng FBI trở thành một cơ quan chống tội phạm hiệu quả và quyền lực hàng đầu xứ cờ hoa. Trong gần nửa thế kỷ, qua 8 đời tổng thống, Hoover vẫn vững vàng ở vị trí lãnh đạo. Ông khiến bọn tội phạm phải cúi đầu, đồng nghiệp thì kiêng nể. Thậm chí sau sự ra đi của ông, Quốc hội Mỹ còn phải thông qua luật kiềm chế FBI để hạn chế tập trung quyền lực quá lớn như thời Hoover. Cậu bé nói lắp nhiều tham vọng. John Edgar Hoover sinh ngày 1 tháng 1 năm 1895 tại Washington, D.C., Hoa Kỳ. Ông là con út của ông Dickerson Neller Hoover và bà Annie Mary Shilin Hoover. Gia đình Hoover sống trong một ngôi nhà 2 tầng tại số 413 Sherwood Square. Hoover đã sống ở đây 43 năm cho đến khi cha mẹ ông qua đời. Khi còn là một cậu học sinh, Hoover mắc tật nói lắp. Điều đó khiến cậu tự ti và rất ít khi giao lưu với bạn bè. Để khắc phục điều đó, Hoover đã mạnh dạn đăng ký vào đội thuyết trình của trường và cố gắng để trở thành một diễn giả có sức thuyết phục. Chơi khá xuất sắc trong các bộ môn thể thao, Hoover từng muốn theo nghề cầu thủ bóng bầu dục, nhưng phải từ bỏ ý định đó vì bị dập sống mũi trong một trận đấu. Hoover tốt nghiệp trường công lập Brent vào năm 1913. Sau khi từ chối một học bổng có giá trị của Đại học Virginia, ông theo học khoa luật tại Đại học George Washington. Giỏi về biện luận, năm 1916, Hoover tốt nghiệp luật khoa và lấy tiếp bằng thạc sĩ trước khi vào làm việc tại Bộ Tư pháp Mỹ với mức lương $990 một năm. Năm 1917, Hoover là trợ lý đặc biệt về chiến tranh của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Thomas W. Gregory. Nhiệm vụ đầu tiên của Hoover là phụ trách bộ phận đăng ký những di dân đến từ nhóm các nước thù địch với Mỹ. Cương vị này đã trao cho Hoover khá nhiều quyền lực từ khi chàng thanh niên này mới 22 tuổi. Giám đốc 29 tuổi nâng tầm FBI. Bạn thân của Hoover, Larry Ritchie, trợ lý Bộ trưởng Thương mại của Mỹ ở thời điểm đó, chính là người đã giúp Hoover rất nhiều trong việc trở thành người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ. Nhờ sự giới thiệu của Larry Ritchie, Hoover đã được gặp gỡ với Bộ trưởng Thương mại Herbert Clark. Sau này, cũng chính Clark đã đề cử Hoover lên làm Giám đốc Cục Điều tra của Mỹ, Division of Investigations, viết tắt là DOI, tiền thân của FBI. Cộng với khả năng quản lý của mình, khi mới 29 tuổi, J. Edgar Hoover đã trở thành Giám đốc Cục Điều tra vào năm 1924. Bằng kỹ năng tổ chức tuyệt vời, Hoover đã biến DOI từ một tổ chức nhỏ không mấy tiếng tăm thành một FBI hiện đại có tầm ảnh hưởng lớn, nhiều quyền hạn trong quá trình thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ. Dấu ấn của Hoover để lại trên hầu hết những gì liên quan đến FBI. Chính Hoover đã tạo ra nhiều cải cách trong lĩnh vực điều tra hình sự, như lập ra hệ thống lưu giữ dấu vân tay cũng như bảng số xe hơi trên toàn quốc, thành lập phòng xét nghiệm pháp y FBI Crime Lab, ứng dụng những phương pháp khoa học hiện đại nhất vào phân tích các bằng chứng tội phạm vào năm 1932, xây dựng học viện đào tạo dành riêng cho các nhân viên FBI năm 1935, tổ chức một trường đào tạo ngoại ngữ của FBI, đặt ra mẫu văn bản sử dụng thống nhất về các bản báo cáo của các nhân viên điều tra liên bang. Một cải cách đặc biệt là thông báo rộng rãi danh sách Most Wanted 10, cung cấp thông tin và hình ảnh 10 tên tội phạm nguy hiểm nhất bị truy nã nhằm truy tìm tội phạm một cách nhanh nhất. Về mặt này có thể nói, Hoover có một tầm nhìn xa khác thường và một trí thông minh xuất chúng. Hoover cho sa thải những nhân viên kém nghiệp vụ, nâng cao tiêu chuẩn tuyển dụng, bắt buộc nhân viên phải có bằng đại học và tạo ra hàng loạt những quy tắc để khép họ vào quy củ trong việc điều tra tội phạm. Theo thời gian, các nhân viên FBI, từ cảnh sát điều tra, kế toán đến thư ký lưu trữ đều chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc và họ ngày càng biết giải quyết công việc bằng trí óc hơn là chỉ dựa vào súng đạn. Mỗi tối khi trở về nhà, Hoover luôn mang theo một cặp đựng đầy các hồ sơ. Ông cũng lắp một dãy máy điện thoại trên bàn làm việc của mình tại nhà riêng để chỉ đạo các cộng sự bất kỳ lúc nào nếu có việc quan trọng xảy ra. Hoover cũng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với 19 cục liên hệ với nước ngoài của FBI từ London tới Tokyo và lập được nhiều chiến tích trong công tác phản gián. Trong chiến tranh lạnh,
nhiệm vụ của FBI tiếp tục được mở rộng, bảo vệ nước Mỹ khỏi các hoạt động khủng bố và hoạt động do thám của tình báo nước ngoài, bảo vệ luật pháp trên lãnh thổ toàn liên bang, hỗ trợ các cơ quan liên bang, địa phương cũng như các tổ chức quốc tế. Vì có quyền hạn điều tra trên 200 danh mục tội phạm liên bang, nên FBI là cơ quan có thẩm quyền điều tra lớn hơn bất kỳ một cơ quan thi hành pháp luật nào. Anh hùng dân tộc truy quét tội phạm. Nước Mỹ đầu những năm 1930 là thời kỳ phát triển mạnh của băng nhóm tội phạm nổi tiếng Al Capone. Báo chí nhắc nhiều đến băng nhóm này vì những phi vụ thách thức cảnh sát và chính phủ Mỹ. Nền kinh tế đất nước rơi vào suy thoái do sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Tổng thống Herbert Hoover dường như không thể làm tốt hơn để cứu nước Mỹ. Năm 1933, làn sóng tội phạm phát triển mạnh hơn ở khu vực phía Tây. Nhiều tên tội phạm như John Dillinger, Kelly súng máy, Nelson xuất hiện nhiều trong những câu chuyện của người dân Mỹ. Các phương tiện truyền thông thậm chí còn nhắc đến chúng như Robin Hood của Nhân dân khi đột nhập vào nhiều ngân hàng, hủy toàn bộ các hồ sơ thế chấp cho vay. Đối với Hoover, sự lộng hành của bọn tội phạm là không thể chấp nhận được vì chúng ngang nhiên thách thức pháp luật. Những nỗ lực chống tội phạm của Hoover đã dần tiêu diệt được những tên tội phạm khét tiếng. Cái chết của John Dillinger được coi như một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm ở Mỹ. Năm 1937, Louis Bacater, tên xã hội đen đứng sau hàng loạt vụ giết người bị bắt giữ và kết án tử hình vì tội giết người. Vụ việc này đã đưa tên tuổi Hoover và hình ảnh FBI nổi tiếng hơn bao giờ hết. Cái gai trong mắt của nhiều chính trị gia. Tuy nhiên, trong gần nửa thế kỷ cai trị FBI, Hoover đã tự đặt mình lên trên vòng pháp luật khi cho phép nhân viên có thể tìm ra bất cứ lý do gì để lập hồ sơ theo dõi bất cứ ai. Những hồ sơ mật mà Hoover lập ra không chỉ nhằm vào các phần tử tội phạm nguy hiểm mà còn liên quan đến cả những nhân vật nổi tiếng như giới chính trị gia, giới văn nghệ sĩ, vận động viên, người bất đồng chính kiến và nhiều người giàu có sinh sống trong và ngoài nước Mỹ. Dù nhiều đời Tổng thống Mỹ đã xem xét việc bãi bỏ chức vụ của ông trùm FBI này nhưng bất thành. Năm 1964, khi Hoover sắp tròn 70 tuổi, độ tuổi hợp pháp để nghỉ hưu đối với các công chức chính quyền, thì Tổng thống Lyndon Johnson triệu tập một cuộc họp báo tại Vườn Hồng. Hoover đứng bên cạnh, nét mặt rạng rỡ khi Tổng thống nói, Ngài John Edgar Hoover là một anh hùng trong số hàng triệu công dân tốt và là một tai họa đối với bọn tội phạm. Chính vì lẽ đó mà tôi miễn cho Hoover, giám đốc FBI, phải nghỉ hưu theo hạn định và tiếp tục nhiệm vụ vô hạn định. Những tin đồn xung quanh giới tính. Bên cạnh những thành công trên con đường sự nghiệp, trở thành người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ, có rất nhiều tin đồn liên quan đến chuyện đời tư, giới tính của Hoover. Từ nhỏ, Hoover đã không chơi với bạn khác giới. Khi trưởng thành và thành công trong sự nghiệp, chưa ai nhìn thấy Hoover đi cùng với một người phụ nữ nào với tư cách bạn gái. Người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời Hoover chính là mẹ ông, bà Annie Hoover. Tuy không thể hiện bất cứ điều gì không bình thường liên quan đến giới tính của mình, nhưng việc Hoover không có bạn gái và khá thân với cấp dưới Clyde Tolson đã khiến người ta tin nhiều hơn vào tin đồn. Clyde Tolson là một người đàn ông cao lớn và khá điển trai. Clyde đến từ Missouri và kém Hoover 5 tuổi. Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Clyde làm việc tại Bộ Quốc phòng Mỹ, tiếp tục lấy bằng luật tại Đại học Washington. Tháng 5 năm 1928, Clyde được nhận vào làm việc tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ. Clyde nhanh chóng kết thân với Hoover. Khi Hoover nhận chức Giám đốc Cục Điều tra, Clyde cũng trở thành một trong những người có quyền lực nhất cục. Bất cứ cuộc họp hay sự kiện quan trọng nào có mặt Hoover đều xuất hiện Clyde bên cạnh. Hoover và Clyde đồng hành với nhau trong công việc, thậm chí cả những sinh hoạt hàng ngày. Mọi tin đồn về giới tính của Hoover cũng bắt đầu từ đấy. Lo sợ những tin đồn sẽ làm xấu đi hình ảnh cục điều tra, Hoover và Clyde đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng để khẳng định mối quan hệ công việc bình thường giữa hai người. Những tranh cãi sau khi qua đời. Edgar Hoover chỉ chính thức kết thúc nhiệm kỳ giám đốc FBI của mình khi đột ngột qua đời tại nhà riêng vào đêm ngày 1 tháng 5 năm 1972 sau một cơn đau tim. Sáng ngày 4 tháng 5 năm 1972, tang lễ của ông được cử hành theo nghi lễ quốc gia.
Sự kiện này được truyền hình trực tiếp và được coi là một trong những sự kiện chính trị nổi bật của Mỹ năm đó. Tổng thống Nixon và đệ nhất phu nhân Mamie Eisenhower cùng nhiều quan khách cao cấp đã có mặt tại tang lễ. Hoover được chôn cất tại Nghĩa trang Quốc hội bên cạnh cha mẹ của mình. Trong cuốn nhật ký của mình, Kurt Henry, một nhân viên FBI gần gũi với Hoover, đã chia sẻ rất nhiều cảm xúc của mình sau khi Hoover qua đời. Tổng thống Richard Nixon sốc khi nhận được tin này. Hoover là một trong những người cố vấn đáng tin cậy của Tổng thống Nixon. Sinh thời, Edgar Hoover luôn ăn vận sang trọng, thái độ nghiêm nghị, có tài hùng biện, không uống rượu, không đàn đúm và cũng không có quan hệ gần gũi với đàn bà. Ngoài giờ làm việc, Hoover chỉ có hai thú vui là xem đua ngựa và chơi đồ cổ. Ông được đồng nghiệp tôn kính và nể sợ. 48 năm cầm quyền của Hoover đã đưa ông trở thành một huyền thoại của ngành điều tra Mỹ. Tuy nhiên, sau khi qua đời, Hoover trở thành nhân vật gây tranh cãi khi bằng chứng những hoạt động bí mật của ông bị phát giác. Những cáo buộc nói ông lạm dụng quyền lực, vượt quá thẩm quyền cứ ra giả xuất hiện, nhưng không một ai đưa ra được bằng chứng. Họ tố Hoover dùng những cách bất hợp pháp để thu thập chứng cứ và thông tin, rồi giữ chúng làm vật đe dọa những kẻ chống lại ông. Kenneth Ackerman, một người chuyên viết tiểu sử, trong một bài viết trên tờ Washington Post, nhận định chuyện Hoover thu thập tin mật rồi nắm thóp các tổng thống Mỹ để không bị sa thải vẫn còn là tin đồn, song không loại trừ khả năng này. Hoover có mối quan hệ đặc biệt tốt với hai tổng thống Mỹ là Franklin D. Roosevelt và Lyndon Johnson. Những tổng thống khác gồm Harry Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy và Richard Nixon đều có ít nhất một lần xem xét tới chuyện sa thải Hoover. Nhưng xét cho cùng, giữ Hoover lại cũng có lợi cho sự nghiệp chính trị của họ. Những năm 1960, Hoover được biết đến rộng rãi với hình ảnh là một người trung thực, một giám đốc FBI đầy quyền lực. Trong khi mối quan hệ của ông với Tổng thống Kennedy thường xuyên căng thẳng, nhưng cũng chính Hoover, qua các đoạn băng nghe lén trùm du đảng Sam Giancana ở Chicago, đã phát hiện ra mối quan hệ giữa Kennedy và cô bồ nhí Judith Exner, người có dính líu tới các băng đảng ở Mỹ. Theo ông Ackerman, danh sách những người bị Hoover nắm thóp rất nhiều, từ các thẩm phán của tòa tối cao Mỹ như Louis Brandeis và Felix Frankfurter, đến các ngôi sao màn bạc bấy giờ như Mary Pickford và Marilyn Monroe, phu nhân Eleanor Roosevelt, vợ của Franklin D. Roosevelt, hay thậm chí cả nhà vật lý học Albert Einstein và nhà từ thiện John D. Rockefeller đệ tam. Hơn 430.000 hồ sơ cá nhân của người Mỹ đã được Hoover thu thập tính đến năm 1960. Tất cả chúng đều được Hoover cất giữ trong văn phòng làm việc của ông ta với lý do đây là các tài liệu cá nhân và tuyệt mật. Luật kiềm chế FBI. Sau cái chết của Hoover, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật kiềm chế FBI. Theo đó, các giám đốc của FBI bị giới hạn nhiệm kỳ tối đa 10 năm do Tổng thống chỉ định và phải được Thượng viện phê chuẩn. Điều này nhằm đảm bảo người đứng đầu FBI sẽ độc lập trong quá trình làm việc, bất kể Tổng thống đương nhiệm thuộc đảng nào, đồng thời hạn chế tập trung quyền lực quá lớn như thời Hoover. Kể từ khi áp dụng quy định mới, chỉ có duy nhất một người tái cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp là ông Robert Mueller. Đây cũng chính là người được Bộ Tư pháp Mỹ chỉ định làm công tố viên đặc biệt phụ trách cuộc điều tra của FBI đối với nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Sau này, Hollywood lấy J. Edgar Hoover làm hình tượng xây dựng nhân vật trong nhiều bộ phim. Nhờ truyền thông mà công chúng thấy được vai trò quan trọng của Cục Điều tra Liên bang và Hoover thực sự trở thành người hùng của nước Mỹ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!